em chở đi. Mua nó hả? Có đậu chứ được. Thoát luôn. Xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 20 tháng 5 2020. Và một lần nữa thì mình gặp lại anh Mến. Ở phía bên màn ảnh phải của các bạn đây là người hàng xóm của anh Mến. Ngày hôm nay thì anh Mến trở lại Sài Gòn để tụi mình đưa anh đến một bệnh viện thẩm mỹ. Đó là bệnh viện Thẩm mỹ viện Hàn Quốc, nằm ngay tại đường Tôn Thất Tùng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện thì sau khi mà xem được cái clip của mình thì bác sĩ Tú Dung, giám đốc bệnh viện, đã có nhắn tin và mong muốn là sẽ giúp đỡ cho anh Mến lấy lại khuôn mặt. Thực sự thì dự kiến thì trong nay mai thôi anh Mến sẽ đến bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng mà với cái chi phí mà tái tạo khuôn mặt anh thì ước chừng nha mọi người tầm 300 triệu. Đó là một cái chi phí khá là cao và không đủ khả năng để lo. Vì vậy thì bệnh viện Thẩm mỹ viện Hàn Quốc đã hỗ trợ anh về việc này. Anh Mến và người hàng xóm của anh đã đi từ An Giang lên Sài Gòn từ lúc 6 giờ sáng, và bây giờ thì cũng vừa mới ghé một quán nước, mấy anh em ăn cơm trưa và nghỉ ngơi thôi. Mà đặc biệt thì anh Mến thì cũng không thể nào ăn được món như là phở này, bún bò Huế, dù rất là muốn ăn, tại vì do cái hình dáng của anh. Và anh bị thì được mười mấy năm rồi anh? 13 năm. 13 năm, vậy là năm nay anh 20... 35. 35 tuổi, bị lúc 22 tuổi. 20 tuổi chứ giờ, năm mấy, năm sau đó. Dạ. Cơm là cơm và bánh mì là hai món mà anh thường xuyên ăn. Như miếng xương thì anh dễ ăn không? Khéo mà ăn xé ra mới xé đó, xé bằng tay ra mới ăn được. Xé ra mới ăn được đúng không? Ở trong lúc ăn thì em cho chị ăn một xíu nha. Cái tâm trạng của anh như thế nào khi mà ngày hôm qua nghe cái thông tin là mình sẽ được một bệnh viện hỗ trợ giùm? Cũng vui mừng lắm, cũng hồi hộp lắm, mà không biết như thế nào mà như là nghe thông tin đó cũng là có hồi vui rồi. Rồi tối hôm qua có ngủ được không anh? Không, tối qua nói chung là nghe được có tin là có sự mà ta làm được cho mình là vui, không có ăn ngủ rồi được. Mừng lắm, đâu có ăn ngủ được đâu. Rồi, anh no lấy sức để tí nữa chiều nay nè, sẽ chụp CT, chụp 3D, rồi xét nghiệm máu. Ngoài ra thì anh Mến cũng được các bác sĩ đến từ Hàn Quốc và Mỹ sẽ họp trực tuyến và đưa hội chuẩn sẽ đưa ra các cái giải pháp làm sao mà tái tạo lại khuôn mặt anh. Sẽ phải mất rất là nhiều thời gian để đưa ra cái phương pháp phẫu thuật tốt nhất để vừa đảm bảo được sức khỏe mà vừa lại tạo khuôn hình nguyên vẹn ban đầu. Hôm nay anh đi theo, anh cũng mang theo một cái bức ảnh mà lúc anh chưa phát bệnh. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái bức ảnh đó ra cho mọi người cùng xem. Đây là những cái bức ảnh mà anh Mến lúc 22 tuổi. 20 tuổi chứ 20 tuổi, anh cưới vợ lúc 20 tuổi và sau 2 năm thì anh đổ bệnh. Hồi đó nhìn tướng vạm vỡ ghê á. Đây là bức ảnh mà có thể rõ nhất là về cái khuôn mặt của anh nè mọi người. Vợ của anh thì không phải là chị phù bạc, mà khi mà anh đổ bệnh á thì gia đình cứ nghĩ rằng là anh Mến không còn sống nữa. Thì lúc đó anh chủ động nói với vợ là thôi em đi cưới chồng khác đi, anh thì anh không có sống được bao lâu nữa đâu. Và gần như là chị hỏi ý kiến anh đến 3 lần. 3 lần đúng không anh Mến? Hỏi là em cưới chồng được không? Lần đầu tiên anh đồng ý, lần thứ hai anh vẫn đồng ý và chị vẫn còn lưỡng lự. Đến lần thứ ba thì anh đồng ý, thì chị mới đồng ý bước thêm một bước nữa. Và hiện giờ thì chị đang sống ở Sài Gòn. Cũng lâu lâu cũng hay liên lạc chúc anh sức khỏe. Anh còn thường xuyên liên lạc với chị hàng ngày không hay là lâu lâu? Không có điện, tại vì giờ cũng có gia đình rồi nên không hạn chế được, không có điện. Từ hôm mà tụi em quay clip anh lên YouTube á, thì không biết là chị có xem được và chị có liên lạc gì anh không? Có rồi, xem được ở đường nhạc, đường ở thành. Đó, số điện thoại nghe hết rồi. Dạ, thì nếu mà một lần nữa chị xem được clip này thì anh có nhắn nhủ gì cho chị không? Nói chung là không đánh nói, anh sợ tại vì anh có gia đình khác rồi. Dạ, chị có gia đình khác rồi nên là thôi mình không có muốn làm phiền chị. Dạ, đúng rồi.
Nhưng mà dẫu sao thì cả anh và chị hai người ứng xử khá là tử tế. Khi mà anh lúc đó anh cũng mong muốn chị bước thêm một bước nữa để có cuộc sống nó ổn thỏa hơn. Và cũng may mắn là hai người cũng chưa có một sự ràng buộc về con cái, nó cũng đỡ hơn. Xin chào cả nhà. Ngày hôm nay thì anh Mến sẽ trở lại Sài Gòn. Và đây là một trong những cái thông tin khá là hấp dẫn và khá là vui mừng khi mà một bệnh viện, đó là bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc, đã hỗ trợ chi phí cho anh Mến về việc là tái tạo lại khuôn mặt. Và hai anh em thì lúc phía bên tay phải của các bạn đây là anh người hàng xóm đúng không? Anh gọi là cậu hay chú? Ủa, có sao lại không? Ông 27 gặp đây. Cái này là chụp năm bao nhiêu đây? 33. Thì hai hồi 20 tuổi. Đây là 35. 15 năm rồi. Mà thở rồi nó có khó khăn gì không? Thở rồi nó hơi nặng. Thời gian qua thì khi mà giới thiệu hoàn cảnh của anh Mến á, mình nhận được các cái món quà của các cô chú anh chị mạnh thường quân. Trước hết thì mình cảm ơn anh Ala Hình đã chuyển khoản cho mình qua PayPal $100. Chị Nguyễn Thị Ngọc Thu bên Úc gửi $200 Úc. Chị Nguyễn Thị Minh Thu 200.000. Chị Phan Thị Kim Vui ở bên Mỹ gửi $200. Một bạn không nói tên gửi 200.000. Lê Anh Thư gửi 200.000. Một bạn cũng không nói tên gửi 200. Chị Từ Phượng ở Quy Nhơn 500. Chị Văn 500. Tăng Huệ My 500. Minh Châu 300. Một bạn chuyển khoản không nói tên cũng 500. Gia Lô Hành Nghĩa 600. Hòn Trường Thanh 100. Một bạn xin giấu tên ở Đồng Nai 200. Nguyễn Ngọc Khánh Trần 3 triệu. Ngân 200. Bạn không nói tên 200. Và Kim Loan 500. Tổng số tiền mà mọi người chuyển khoản cho mình được 17,8 triệu đồng. Sáng nay thì mình vừa mới tổng kết ngày 20 tháng 5 và mình sẽ chuyển khoản cho anh Mến toàn bộ số tiền 17,8 triệu đồng qua số tài khoản của anh. Hy vọng rằng là tí nữa khi mà đến bệnh viện thẩm mỹ thì anh sẽ được có một cái kết quả tốt đẹp hơn và đầy tràn trề đầy hy vọng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đoạn clip này của mình nha. Năm nay nhiêu tuổi rồi? 35 tuổi. Thế cái em bệnh gì, bệnh từ lúc nào? Lúc con 20 tuổi nó gạo sống được 1-2 năm rồi nó hết bệnh. Nãy giờ anh nghe bác chia sẻ thì tâm trạng anh như thế nào rồi? Cũng vui lắm, cũng hồi hộp nó gạo nó sao. Nhưng mà được cấu trúc xương nó vẫn ổn thì mừng rồi nha. Tâm trạng của anh lúc này sao? Anh đang hồi hộp lắm. Giờ là mình sẽ chụp CT để kiểm tra cái cấu trúc hàm ở bên trong á, xem nó có. Hồi nãy thì kiểm tra bên ngoài thôi, còn khi mà mình kiểm tra bằng cái máy này thì mình sẽ biết được ở bên trong cấu trúc nó như thế nào, nó có bị khuyết hay không, rồi bên chung mới bắt đầu đánh giá tiếp.